Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật về tình hình cũng như là tiến độ mới nhất của dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 cho tất cả quý vị và các bạn cùng nắm rõ những thông tin mới nhất về tiến độ của dự án này. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là vị trí xây dựng cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Phía bên kia của sông Tiền đó chính là tỉnh Bến Tre, còn phía bên này đó chính là tỉnh Tiền Giang. Dự án cầu Rạch Miễu 2 thì bắc qua sông Tiền, nối Tiền Giang với tỉnh Bến Tre, tại vị trí cắt cầu Rạch Miễu 2 hiện hữu khoảng 4 km về phía thượng lưu. Công trình này thì dài 17,6 km, phần cầu dài 2 km và rộng 21,5 m, gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Cầu Rạch Miễu 2 thì được khởi công vào tháng 3 năm 2022, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025. Tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án này từ ngân sách nhà nước đã được chính phủ phê duyệt là 5.200 tỷ đồng. Chủ đầu tư của dự án này là Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận. Các bạn có thể thấy thì từ vị trí xây dựng cầu Rạch Miễu 2, cách vị trí của cầu Rạch Miễu 1 gần 4 km. Trên màn hình các bạn đó chính là cầu Rạch Miễu 1. Cầu Rạch Miễu 1 thì có quy mô là 2 làn xe. Đây là cây cầu đầu tiên do Việt Nam thiết kế và thi công. Do cầu Rạch Miễu 1 chỉ có 2 làn xe và thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, cho nên cầu Rạch Miễu 2 đã có chủ trương đầu tư và xây dựng. Các bạn có thể thấy trên màn hình thì hiện tại các gói thầu của dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 đang được triển khai thi công. Hiện tại thì hai trụ chính của cầu Rạch Miễu 2 đang được thi công phần móng, và phía bên Bến Tre thì cũng đang được thi công đường dẫn. Còn phía bên Tiền Giang thì vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong và chưa thể thi công tuyến đường dẫn lên cầu Rạch Miễu 2. Vừa qua thì chủ đầu tư của dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 đã xin tăng mức đầu tư của dự án này thêm 1.600 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án cầu Rạch Miễu 2 là 5.200 tỷ đồng, vừa được đề xuất điều chỉnh lên 6.800 tỷ đồng. Tăng 1.600 tỷ đồng so với vốn đầu tư ban đầu. Lý do việc tăng chi phí lên 1.600 tỷ đồng theo Ban Mỹ Thuận là do diện tích giải phóng mặt bằng của dự án này tăng thêm 3 hectare, số hộ tái định cư phát sinh thêm gần 40 hộ. Bên cạnh đó thì giá đất bồi thường ở tỉnh Tiền Giang tăng từ 8 triệu đồng trên mét vuông lên 26 triệu đồng trên mét vuông. Còn giá đất tại tỉnh Bến Tre có đơn giá và hệ số tăng gấp 6 đến 20 lần. Về tiến độ giải phóng mặt bằng thì báo cáo với Bộ Giao thông Vận tải, Ban Mỹ Thuận cho biết đến nay phía tỉnh Tiền Giang đã bàn giao được khoảng 83%, tức đạt 7,9 km trên 9,65 km. Trong khi đó thì phía Tiền Giang chỉ mới bàn giao được 46%, tức đạt khoảng 3,6 km trên 7,9 km. Trong tổng số 6 gói thầu của dự án cầu Rạch Miễu 2 thì 3 gói thầu XL04, XL05 và XL06 đã khởi công vào tháng 8 năm 2022. Và đã đạt 23% tổng khối lượng, cơ bản đã đáp ứng được tiến độ. Còn 3 gói thầu còn lại là XL01, XL02 và XL03 còn đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu và dự kiến sẽ khởi công trong quý 1 năm 2023 khi nhận được mặt bằng. Về tiến độ hoàn thành của dự án này thì Ban Mỹ Thuận cũng kiến nghị xin lùi thời gian hoàn thành dự án cầu Rạch Miễu 2 qua năm 2026 thay vì đúng kế hoạch là năm 2025, chậm hơn 1 năm. Chủ đầu tư lý giải là do đất của dự án đi qua đường dẫn là đất đồng bằng, nền đất yếu nên việc gia cố cần có thêm thời gian. Vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã kiểm tra dự án công trình xây dựng cầu Rạch Miễu 2. Qua đó thì Thủ tướng yêu cầu nhà thầu tư vấn dự án nghiên cứu đầy đủ, bám sát tình hình thực tiễn. Việc giải phóng mặt bằng tăng vốn lên gấp đôi sẽ phá vỡ kế hoạch nguồn vốn đầu tư. Do đó thì Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh công tác thực hiện các gói thầu tư vấn và đấu thầu, đấu giá đảm bảo đúng quy định, cạnh tranh lành mạnh, công khai và minh bạch, phòng chống tiêu cực, thông thầu, bán thầu, quân xanh và quân đỏ. Trước đó thì vào ngày 5 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Các bạn có thể thấy trên màn hình thì phía bên tỉnh Bến Tre đã thi công các gói thầu đường dẫn lên cầu Rạch Miễu 2, còn phía bên tỉnh Tiền Giang thì vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong và vẫn chưa thi công.
Vừa qua thì bên tỉnh Tiền Giang đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho tạm ứng 1.000 tỷ đồng để tiếp tục giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2, nhưng hơn 2 tháng vừa qua chưa nhận được phản hồi. Vào ngày 24 tháng 4 thì ông Võ Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tiền Giang cho biết mọi công việc còn lại để giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 đều đã được địa phương chuẩn bị xong, nhưng hiện tại thì chưa có tiền nên chưa thể phê duyệt phương án bồi thường. Đến nay thì tỉnh Tiền Giang đã chi 686 tỷ đồng giải phóng mặt bằng cho 421 trên 922 hộ dân, đạt khoảng 45%. Trong đó thì thành phố Mỹ Tho có 404 trên 435 hộ, đạt 92%. Hiện đã bàn giao mặt bằng được 86.400m², đạt 44%. Nằm trên địa bàn thành phố Mỹ Tho thì hiện còn một số hộ dân trên địa bàn thành phố Mỹ Tho chưa nhận được tiền do vướng một số thủ tục pháp lý về quyền sở hữu đất và tài sản gắn liền với đất của chủ thể sử dụng đất, chứ không có vướng mắc trong việc chưa thống nhất về giá đền bù. Theo như ông Tươi thì sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang giao cho Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì thực hiện giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2, thì đơn vị đã khảo sát thống kê, áp giá theo thị trường, thì kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng tổng cộng toàn tuyến phải là 2.079 tỷ đồng, phát sinh hơn 1.257 tỷ đồng so với phê duyệt ban đầu. Riêng phần đất giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Châu Thành với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng, gần 500 hộ dân đã được địa phương này chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chưa thể phê duyệt, công bố vì chưa có tiền. Phần lớn diện tích đất để thi công dự án cầu Rạch Miễu 2 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Phần phát sinh thực tế có chênh lệch lớn so với vốn giải phóng mặt bằng theo thiết kế ban đầu thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã gửi văn bản đến Bộ Giao thông Vận tải tạm ứng vốn để chi trả giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án theo đúng tiến độ. Nhưng từ tháng 2 năm 2023 đến nay thì Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa có phản hồi. Do đó thì huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vẫn chưa thể phê duyệt phương án bồi thường, vì nếu phê duyệt mà chậm trả sẽ bị phát sinh lãi suất theo quy định. Về vấn đề phát sinh kinh phí thì phía chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết đã có công văn báo cáo kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải trình cơ quan có thẩm quyền xem xét và phê duyệt lại tổng mức đầu tư sao cho phù hợp với thực tế. Như vậy thì hiện tại bên phía Tiền Giang do chưa có vốn và bị đội vốn cho nên là việc giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án cầu Rạch Miễu 2 vẫn chưa được triển khai. Theo như ghi nhận mới nhất thì khối lượng đã thi công dự án cầu Rạch Miễu 2 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là không đáng kể. Tổng khối lượng thi công thực tế thì đã hơn 15%, chủ yếu là trên địa bàn tỉnh Bến Tre và sông Tiền thì đã được triển khai thi công. Hiện thì tiến độ đã thi công đều đặn hơn và đã được đẩy nhanh hơn trước rất nhiều. Các bạn có thể thấy thì phía bên Bến Tre đang thi công các hạng mục đường dẫn và thi công gia cố nền đất cho đường dẫn cũng như là thi công các trụ cầu. Tại vị trí để thi công cầu Dây Văng, cầu Rạch Miễu 2 thì đang được triển khai thi công móng cho hai trụ chính của cầu Rạch Miễu 2. Như vậy thì dự án cầu Rạch Miễu 2 có thể sẽ hoàn thành vào năm 2026, chậm một năm so với dự kiến ban đầu là năm 2025. Mong rằng bên phía tỉnh Tiền Giang sẽ sớm giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án cầu Rạch Miễu 2 nhằm sớm đưa dự án này hoàn thành đúng với tiến độ. Video cập nhật về tình hình cũng như là tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2 của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.